là Sài Gòn, dùng tù nhân để kéo đoàn xe thay hệ thống đầu kéo động cơ. Con bò biển nè, đu gông cá dưới cá cuối đó. Đây ở chỗ bảo tàng Côn Đảo mới nhìn thấy được con bò biển nha mọi người. Nhìn bò biển rất là hiền, nhìn bò biển rất là hiền, rất là hiền. Ở Phú Quốc thì người ta có một cái bảng để khuyến cáo là đừng ăn thịt nạc để làm tiên cá. Bên đây là vít nè, rùa biển, trứng vít nè. Đến bảo tàng mà nhìn thấy con vít mà rồi con đu gông thật 100% như thế này là rất hiếm. Đu gông này chắc cũng 150 kg có.